Dạ vâng, em luôn xin được hân hoan gửi lời mến chào tới thể các bác và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến. Nhận được đơn hàng của anh trai Thành Mai có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng ủng hộ là chúng em đã bắt tay vào công việc ngay. Đó là vệ sinh, đúng không ạ, spa qua một chút cho đôi loa nó phải thực sự đẹp hơn, gọi là long lanh và xuất sắc, và test ngay một con đẩy, đúng không ạ, gọi là combo đẩy cao cấp Astley TD41650 chạy mạch class D, sử dụng một linh kiện xịn sò, đúng không ạ? Và cặp loa B3 đời 4 số 3 tiếng, bãi chính hãng đến thương hiệu của Đức các bác nhá. Đấy, và giá của những cái sản phẩm này thì hiện tại nó đang rất là tốt, các bác có thể tham khảo chất âm và tham khảo phần giá tiền. Giá đôi loa 4 số 3 đường tiếng trong thời điểm này, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2024, em xin được trân trọng báo giá là 27 triệu đồng. Giá này là siêu tốt các bác nhé, giá siêu tốt cho các bác của anh em để mọi người mua sắm. Vẫn còn loa, vẫn còn những đôi 4 số 3 tiếng để phục vụ các bác của anh em nhé. Đôi loa này đánh độc lập không là đã rất là hay rồi. Đấy, hai bát 30 từ 17 quay 76, một chung 20, một tép kèn. Đấy, còn chiếc đẩy Astley TD41650 màn hình to đẹp mạch class D các bác nhé, linh kiện cực kỳ là xịn rồi. Đấy, bảo hành 25, hàng mới tinh, được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ. Giá của nó hiện tại là 18 triệu 500 ngàn đồng một chiếc các bác nhé. Và các bác của em thân mến, là đúng thực sự là đam mê cái gì thì vất vả cái đó, đúng không ạ, nhưng nó cũng là cái niềm vui. Anh Thành Mai em xin được chia sẻ với cả nhà là anh đã sắm một combo bao gồm loa B3 4 số các bạn. Đây ạ, loa B3 4 số chính là đôi loa này đây ạ. Đấy, và đẩy CLB Shopeeway cả nhà này, lọc xì này, micro này, vang này, quản lý nguồn này. Đấy, đã mua đủ một combo tại shop em rồi, nhưng mà rất đam mê và rất thích chất âm của B3 4 số đời này thì rất là hay, nên là anh quyết định là sắm thêm một combo nữa các bạn. Và anh gọi điện cho em thì anh nói rất là tình cảm, anh nói rằng là anh đam mê lắm, anh rất đam mê âm thanh, và khi có nhu cầu mua sắm là dành hết cái niềm tin cho em luôn, em luôn tư vấn sản phẩm gì là anh sẽ chốt luôn. Đó, đó là tình cảm của các bác, của anh em dành cho em, và đặc biệt đó là tình cảm của anh Thành Mai có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng. Và cũng rất là cảm ơn anh trai Thành Mai rất là quý mến, tin tưởng và đã chuyển hết đủ tiền cho em. Các bác của anh em thân mến, là sản phẩm loa B3 này, đúng không ạ, thì chúng em thích gửi xe khách hơn, vì lý do là đóng cái loa này nó khó hơn so với dòng loa khác, nó có nhiều góc cạnh này. Đấy, em gửi xe khách thì em cuốn băng chít và giấy cho nó thật sự là cẩn thận các bạn. Đấy, nên là anh em cũng hoàn toàn yên tâm nhá. Em sẽ gửi xe khách vào cho anh trai Thành Mai. Và bây giờ đến việc chính trong video này, đó là em test chất âm combo đẩy Astley và loa B3 các bác nhá. Và xin mời cả nhà. Rất sâu. Đó, chưa có súp đâu các bác nhá. Chưa có súp đâu. Đúng không? Em sử dụng hai kênh này. Tuyệt vời đúng không ạ? Tuyệt vời luôn. Loa rất đẹp cả nhà. Vâng ạ, chỉ còn có 27 triệu đồng thôi các bác nhá. Các bác sở hữu ngay một đôi loa đẳng cấp và đời 4 số của B3. B3 CS3412A các bác nhá, hàng chính hãng của B3 Beta 3. Nó sử dụng hai bát 12 là hai bát 30 các bác nhỉ. Đúng không ạ? Một mix 8 và một check quay 44. Đấy, công suất của riêng loa bát là 500W. Công suất của loa chung loa tép là 200W. Lôi trở của loa bát là 4 ohm, lôi trở loa chép loa chung là 8 ohm, rất kỹ đúng không ạ? Độ nhạy của loa bát là 100 dB và độ nhạy của loa chung loa tép là 103 dB, rất chi tiết các bạn. Giải tần hoạt động của loa bát là 35 Hz tới 3 kHz các bác nhé, nó xuống được tới 35 Hz. Thì các bác lưu ý là có những quả loa súp siêu trầm còn không xuống được tới 35 các bạn, nhưng loa B3 4 số này bát xuống 35 Hz. Và thực tế này các bạn này,
bát đánh sâu. Đấy. Huỳnh, 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 đúng không ạ? Phải chọn cho đôi loa này các bạn, cho phòng khách nghe hai bài rất đẹp. Dạ vâng ạ, có đúng là nghe hai bài đẹp không ạ? Một đôi loa rất đẹp các bác nhá. Đấy, nó có cả chiều cao, kích thước tổng thể đầy đủ các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác của anh em. Vậy là trong tuần này, đúng không ạ, đã lên đường 3 đôi. Riêng trong tuần này thôi, đã lên đường 3 đôi. Một đôi về trong Bình Phước, một đôi về tỉnh Nghệ An và một đôi là về thành phố Đà Nẵng, đúng không ạ? Rất cảm ơn các bác của anh em. Các bác lựa chọn dòng loa B3 bãi chính hãng này là tuyệt vời rồi, siêu chuẩn rồi các bác nhá. Đấy, âm thanh hay, giá tiền hợp lý. Và cảm ơn các bác của anh em. Đây, đẩy Ashley rất hay các bạn, rất hay luôn. Rất hay luôn ạ. Ok, cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Và đặc biệt là xin được cảm ơn anh trai Thành Mai có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng đã rất quý mến, tin tưởng và ủng hộ shop em, đúng không ạ? Rất nhiều những sản phẩm, rất nhiều combo. Các bác của anh em thân mến, các bác có nhu cầu mua sắm sẽ liên hệ cho em với hai số máy nhé. Đó là 0365888988, 0368891555. Số này luôn có địa chỉ tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và em có thể giao hàng toàn quốc. Rất vui em được giao lưu và tiếp đón các bác của anh em tại cửa hàng. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Em có bán trả góp, các bác của anh em lưu ý là như vậy nhé. Và một lần xin cảm ơn anh Thành Mai đã rất quý mến, tin tưởng và chuyển đủ tiền. Em gửi vào cho anh là anh nhận hàng, thanh toán tiền cước là ok, đúng không ạ? Tiền cước thì chúng em sẽ làm việc với nhà xe để có một cái giá cước là chuẩn chỉ nhất và tốt nhất. Trân trọng cảm ơn cả nhà.